Trong vụ án thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao buộc tài xế riêng của ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Tập đoàn FLC đã giúp sức để tăng vốn góp khống tại Công ty Faros. Theo cáo trạng, lái xe của ông Quyết là Trương Văn Tài dù không nộp tiền góp vốn, nhưng Tài được Trịnh Thị Minh Huế, em gái ông Quyết, nhờ đứng tên là cổ đông góp vốn để hợp thức việc tăng vốn góp khống. Cụ thể, Tài đã ký hợp đồng nhận chuyển nhượng cổ phần, giấy nộp tiền để sở hữu 23 triệu cổ phần, tương đương 230 tỷ đồng. Sau đó, bị can này chuyển lại toàn bộ số cổ phần này cho Lê Thị Ngọc Diệp, vợ ông Quyết đứng tên là cổ đông góp vốn vào Công ty Faros để hợp thức việc nâng khống vốn góp. Cáo trạng cáo buộc hành vi của Trương Văn Tài đã giúp sức để Huế nâng khống vốn chủ sở hữu để cổ phiếu ROS được niêm yết trên sàn chứng khoán. Từ đó, hành vi này giúp ông Trịnh Văn Quyết bán cổ phiếu, chiếm đoạt hơn 3.600 tỷ đồng của hơn 30.000 nhà đầu tư trên sàn chứng khoán. Tại cơ quan điều tra, Tài khai nhận hành vi phạm tội và cho biết bản thân chỉ được hưởng lương 6 triệu đồng một tháng. Bị can đã tự nguyện nộp khắc phục hậu quả 20 triệu đồng. Cơ quan công tố cho rằng hành vi phạm tội của Tài là rất nghiêm trọng. Bị can biết rõ là không có tiền góp vốn, không nhận tiền vay của Công ty Faros nhưng dùng thủ đoạn gian dối để thực hiện hành vi nâng khống vốn điều lệ. Trương Văn Tài bị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng, ông Trịnh Văn Quyết và em gái đã hợp thức việc góp vốn, sử dụng vốn góp tạo dòng tiền để ghi nhận tăng vốn góp chủ sở hữu từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng trong sổ sách kế toán và báo cáo tài chính của Công ty Faros trái pháp luật. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao về vụ án của ông Trịnh Văn Quyết, xác định bị hại, cơ quan điều tra đã chứng minh được có 30.403 nhà đầu tư mua 391.155.480 cổ phiếu ROS. Lần bán ra ban đầu của Trịnh Văn Quyết giao dịch trên sàn HOSE với tổng giá trị thu về là gần 4.819 tỷ đồng. Đáng chú ý, theo cáo trạng trong quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác minh dấu hiệu tội chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước của Trịnh Thị Minh Huế, em gái ông Trịnh Văn Quyết và các đối tượng liên quan. Cụ thể, ngày 29 tháng 3, 2022, Bộ Công an thi hành lệnh khám xét tại Phòng Công nghệ Thông tin, Văn phòng Tập đoàn FLC, trích xuất dữ liệu lưu trữ email huetm@flc.vn của Huế từ một máy chủ, phát hiện ngày 10 tháng 6, 2020 có hình ảnh công văn số 640/TT-GS-NH1. Đây là công văn ngày 2 tháng 6, 2020 của Cơ quan Thanh tra, Giám sát Ngân hàng thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam gửi Tổng giám đốc các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về việc đề nghị cung cấp thông tin doanh nghiệp kèm theo danh sách 6 doanh nghiệp và 5 cá nhân đại diện pháp luật. Đáng chú ý, phía trên bên trái công văn được đóng dấu tối mật. Tuy nhiên, khi vào cuộc xác minh, cơ quan chuyên môn xác định mẫu giám định không phải là tài liệu bí mật của nhà nước tại thời điểm ban hành. Do vậy, Bộ Công an kết luận hành vi lưu trữ hình ảnh bản photo là công văn số 640 trong email của Trịnh Thị Minh Huế không đủ yếu tố cấu thành tội chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước. Trong quá trình thực hiện lệnh khám xét 21 địa điểm, chỗ ở, nơi làm việc của một số bị can, Bộ Công an cũng đã phát hiện, thu giữ, tạm giữ đồ vật, tài liệu và 47 phương tiện điện tử gồm điện thoại di động, laptop, máy tính bảng, máy tính bàn. Theo kết luận, bị can Trịnh Văn Quyết chỉ đạo người thân, nhân viên và các công ty con sử dụng khoản chứng khoán để thổi giá các mã AMD, HAI, GAB, FLC, ART, qua đó hưởng lợi bất chính 723 tỷ đồng. Ngoài ra, ông Quyết còn phù phép nâng khống vốn của Công ty Cổ phần Xây dựng Faros từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng. Sau đó, cựu chủ tịch FLC đề nghị đăng ký niêm yết 430 triệu cổ phiếu ROS của Faros trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh để bán, chiếm đoạt 3.620 tỷ đồng của các nhà đầu tư. Số tiền thu lợi bất chính, bị can Trịnh Văn Quyết dùng để mua cổ phần tại hãng hàng không Bamboo Airways, trả nợ, gửi tiền vào tài khoản chứng khoán và chi tiêu cá nhân. Tại cơ quan điều tra, bị can Quyết khai nhận hành vi phạm tội như đã nêu và đã tự nguyện nộp khắc phục hậu quả số tiền 189,57 tỷ đồng. Đến nay, các bị can và người liên quan đã tự nguyện nộp khắc phục hậu quả thiệt hại tổng số tiền là 195,3 tỷ đồng. Trong đó, Trịnh Văn Quyết nộp 189,57 tỷ đồng, Nguyễn Thiện Phú nộp 260,6 triệu đồng, Nguyễn Thanh Bình nộp 2,65 tỷ đồng, Trần Thế Anh nộp 1,1 tỷ đồng, Nguyễn Thị Hồng Dung nộp 70 triệu đồng, Đỗ Thị Huyền Trang nộp 54 triệu đồng, Hoàng Thị Huệ nộp 48 triệu đồng, Trịnh Thị Thúy Nga nộp 100 triệu đồng, Trịnh Thị Minh Huế nộp 100 triệu đồng, Hương Trần Kiều Dung nộp 200 triệu đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa đề nghị truy tố Trịnh Văn Quyết, cựu chủ tịch FLC
cùng 50 bị can khác trong vụ án xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn FLC. Cùng với đó, bốn cựu lãnh đạo của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh HOSE gồm Trần Đắc Sinh, cựu chủ tịch hội đồng quản trị, Lê Hải Trà, cựu tổng giám đốc, cựu ủy viên hội đồng quản trị, thành viên độc lập hội đồng niêm yết, Trần Tuấn Vũ, cựu phó tổng giám đốc, phó chủ tịch hội đồng niêm yết, Lê Thị Tuyết Hằng, giám đốc phòng quản lý và thẩm định niêm yết, thành viên hội đồng niêm yết cùng bị cơ quan điều tra đề nghị truy tố tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Theo kết luận điều tra bổ sung, công ty cổ phần xây dựng FLC Pharos, công ty FLC Pharos, tiền thân là công ty xây dựng và đầu tư hạ tầng Vĩnh Hà, được thành lập vào năm 2011 với vốn điều lệ khởi đầu 1,5 tỷ đồng. Từ năm 2014 đến năm 2016, bị can Trịnh Văn Quyết đã làm thủ tục tăng khống vốn điều lệ từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng, tương ứng với 430 triệu cổ phần của công ty FLC Pharos. Thời điểm này, Trịnh Văn Quyết đưa ra kế hoạch biến công ty FLC Pharos thành công ty đại chúng để niêm yết trên sàn chứng khoán Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh HOSE và được ông Sinh, Trà cùng một số cán bộ khác tại HOSE và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ủng hộ, giúp sức. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố cựu chủ tịch công ty cổ phần tập đoàn FLC là ông Trịnh Văn Quyết cùng 49 bị can trong vụ án xảy ra tại tập đoàn này và một số đơn vị liên quan. Trong đó, ông Quyết bị cáo buộc hai tội danh gồm lừa đảo chiếm đoạt tài sản và thao túng thị trường chứng khoán. Tổng số tiền ông Quyết cùng đồng phạm bị cáo buộc chiếm đoạt và thu lợi bất chính lên tới hơn 4.300 tỷ đồng. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cho hay, tới thời điểm hiện tại, các bị can và người liên quan trong vụ án này đã nộp tổng cộng hơn 195 tỷ đồng. Trong đó, cựu chủ tịch tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết nộp hơn 189 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đã kê biên hàng loạt nhà đất của ông Quyết và hai em gái là Trịnh Thị Minh Huế và Trịnh Thị Thúy Nga. Với ông Quyết, tài sản bị kê biên là gần 1.200 m2 nhà đất tại khu đô thị Mỹ Đình 2, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Cũng tại khu đô thị này, bị can Trịnh Thị Minh Huế bị kê biên hơn 525 m2 nhà đất, bị can Trịnh Thị Thúy Nga gần 400 m2 nhà đất. Riêng bị can Huế cũng bị kê biên gần 160 m2 nhà đất tại khu đô thị Trung Hòa, Nhân Chính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Cơ quan điều tra Bộ Công an còn có văn bản đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phong tỏa 500 tài khoản chứng khoán do Trịnh Thị Minh Huế trực tiếp quản lý, sử dụng với tổng số dư tiền là hơn 7,6 tỷ đồng, cùng số dư chứng khoán hơn 243 triệu cổ phiếu GAB, FLC và ART. Tính riêng ông Quyết, các tài sản gồm có hơn 215 triệu cổ phiếu FLC, hơn 218 triệu cổ phần tại Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLC Homes, hơn 7,6 triệu cổ phiếu GAB tại Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng và Quản lý Tài sản FLC và hơn 1 tỷ cổ phần tại Công ty Cổ phần Quản lý Vốn và Tài sản FLC Holding. Cùng với đó là hơn 3,1 triệu cổ phiếu ART tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Bosch, 669.000 cổ phần tại Công ty Cổ phần Sản xuất và Xuất nhập khẩu Nông sản Farm, hơn 11,4 triệu cổ phần tại Công ty Cổ phần FLC Travel, hơn 11 triệu cổ phần tại Công ty Cổ phần Trịnh Gia Việt Nam và những người bạn, 60.000 cổ phần tại Công ty Cổ phần Từ thiện Xã hội FLC.